Lưu Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Obama sang California gây quỹ cho đảng Dân Chủ. Cảnh sát Nam Hàn tìm thấy xác nhà tỷ phú chủ chiếc pha chìm. Nước khoáng ở Tân Sơn Nhất bị thấy lấy từ nhà vệ sinh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trong lúc phải đối phó với các vấn đề khó khăn cả trên bình diện quốc tế cũng như biên giới trong nước, Tổng thống Barack Obama lại chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ mới thường là rất thành công, đó là gây quỹ cho đảng Dân Chủ. Bắt đầu từ ngày thứ ba, Tổng thống Obama khởi sự chuyến công du 3 ngày ở vùng miền Tây nước Mỹ. Dự trù sẽ tham dự ít nhất 5 buổi gây quỹ ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington và San Francisco cũng như Los Angeles ở California chỉ chưa đầy 4 tháng trước ngày có cuộc bầu cử giữa khóa với kết quả có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở Washington. Chuyến đi diễn ra trong lúc ông Obama phải đối phó với một loạt các thử thách nặng nề từ vùng Đông Âu sang Trung Đông tới khu vực biên giới ở phía nam nước Mỹ. Việc một phi cơ hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine tuần qua, chiến tranh bùng nổ ở Gaza giữa Israel và Palestine và sự tràn ngập vùng biên giới Mexico-Texas của thành phần trẻ vị thành niên di dân bất hợp pháp từ châu Mỹ Latin là ba lĩnh vực mà ông Obama đang phải đối phó. Tuy nhiên, trong lĩnh vực gây quỹ, ông Obama vẫn còn sức thu hút mạnh mẽ đối với giới giàu muốn đóng góp cho đảng Dân Chủ, sẵn sàng trả tới khoảng hơn 32.000 đô la một người để được gặp Tổng thống trong khung cảnh thân mật. Buổi gây quỹ chính của chuyến đi này sẽ dành cho Ủy ban Tranh cử Quốc gia Đảng Dân Chủ vào ngày thứ Tư tại một căn nhà Beverly Hills của bà Shonda Rhimes, người sản xuất chương trình truyền hình Scandal chiếu trên hệ thống ABC. Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama thừa khả năng nhiệm vụ Tổng thống của mình và đối phó với các cuộc khủng hoảng dù ra khỏi Washington. Trong mùa bầu cử 2013-2014, ông Obama đã tham dự 73 buổi gây quỹ cho nhiều nhóm khác nhau thuộc Đảng Dân Chủ. Trong thời gian bầu cử giữa khóa năm 2009-2010, với sự thắng thế tại Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, ông Obama tham dự 98 cuộc gây quỹ. Cảnh sát Nam Hàn hôm thứ Ba cho hay đã tìm thấy một xác người được tin là của nhà tỷ phú làm chủ chiếc phà Siwo bị chìm hồi tháng 4 khiến khoảng 300 người chết và bị cảnh sát truy nã từ đó đến nay. Nếu được xác nhận, việc khám phá này sẽ chấm dứt một cuộc săn lùng lớn lao để bắt cho được tỷ phú Jung Bi-yen, 73 tuổi, người đứng đầu gia đình làm chủ công ty Yong Hai-jin Marine Corps, chủ điều hành chiếc phà Seoul. Xác chết trong tình trạng phân hủy nặng nề được tìm thấy hôm 12 tháng 6 tại một cánh đồng ở Suncheon, cách Seoul chừng 300 km về phía nam. Việc phân hủy tử thi này rất trầm trọng nên phải thử nghiệm DNA mới có thể xác nhận danh tính. Cuộc thử nghiệm cho thấy mẫu DNA giống như của người anh lớn của ông Yu, khiến cảnh sát tin rằng họ tìm ra xác nhà tỷ phú này. Theo bản tin của hãng thông tấn Yonhap, xác chết được tìm thấy úp mặt xuống đất, mặc áo khoác mùa đông và đội mũ. Xác chết được đưa về Seoul hôm thứ Ba để có thể có các cuộc thử nghiệm. Ông Yu bỏ trốn ngay sau khi chiếc phà Seoul trọng tải 6.823 tấn bị chìm hôm 16 tháng 4, với 476 hành khách trên phà, kể cả 325 học sinh trung học. Giới hữu trách sau đó đã đưa ra giải thưởng trị giá 490.000 đô la cho ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ ông Du. Vụ chìm phà làm cả nước Nam Hàn bàng hoàng và tạo sự phẫn nộ lớn lao trong dân chúng khi biết rằng sự thiếu khả năng, tham nhũng và vô trách nhiệm để có lợi tài chính đã góp phần đưa đến thảm họa này. Sáng ngày 21 tháng 7 xuất hiện trên mạng hình chụp một nhân viên truyền nước từ vòi phòng vệ sinh nam vào bình nước khoáng sinh khiết tại phi trường Tân Sơn Nhất. Tấm hình được một hành khách chụp được, sau đó tung lên mạng đã gây chấn động dư luận. Nhiều người phẫn nộ cho rằng công ty dịch vụ tại Tân Sơn Nhất làm ăn tắc trách khi cho một nam nhân viên làm việc tại khu vực quốc nội của phi trường truyền nước từ vòi trong phòng nhà vệ sinh nam vào bình nước khoáng. Cách đó chưa đầy một tuần lễ, đáp ứng lời kêu gọi của Cục Hàng không Việt Nam, đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất khoe sẽ lắp hai trụ cung cấp nước uống miễn phí cho hành khách ra và vào phi trường Tân Sơn Nhất. Báo Dân Trí dẫn lời đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết hai trụ nước uống sẽ được đặt tại khu vực cách ly của nhà ga quốc tế và quốc nội để phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay. Đây là một trong một số biện pháp được cho là cải cách để phục vụ hành khách của cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Biện pháp được áp dụng đồng thời với sự kiện này là việc giảm giá thức ăn, nước uống giải khát bán tại các cửa hàng ở Tân Sơn Nhất kể từ ngày 15 tháng 7. Một bức ảnh khác còn cho thấy có 5 bình nước khoáng đã được đong đầy, đặt trên xe đẩy, có lẽ chờ chở mang ra ngoài lắp vào trụ cung cấp của nước uống miễn phí của sân bay. Theo báo mạng Tri Thức, một cán bộ đại diện Trung tâm Thương mại Dịch vụ Sasco của sân bay xác nhận, bức ảnh trên chụp được hôm 21 tháng 7 tại nhà vệ sinh nam của nhà ga quốc nội. Tuy nhiên, ông này biện minh rằng nhân viên của ông lấy nước đựng trong bình nước khoáng mang đến khu vực đang sửa chữa nhà ga quốc nội để rửa sàn, chứ không phải để dùng làm nước uống cho hành khách tại sân bay. Ông này cho hay đã chỉ thị nhân viên của công ty dùng xô để đựng nước lau rửa sàn, thay vì đựng trong bình nước khoáng để tránh bị hiểu lầm. Lời giải thích này
của cán bộ có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng tại Tân Sơn Nhất càng làm dư luận hoang mang vì không mấy người tin đó là sự thật. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.